Mời quý vị các bạn theo dõi phần 3 của chương trình. Ôi, phần 3 của chương trình đang là một trong những cặp đấu đây có vòng 2 giữa trường trung học cơ sở trường công cơ sở Nguyễn Du gặp trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chồng. Đây là theo dõi trong cặp đấu này luôn. Còn phần 3 sẽ diễn ra vào buổi chiều. Đây là cặp đấu cuối cùng trước khi vòng đấu thứ 2 và vòng đấu đầu tiên đã sẽ khép lại. Và vòng đấu thứ 3 diễn ra vào buổi chiều vào lúc 13:30. Đúng là thời gian chương trình hôm nay có hạn rồi, cho nên là thành thật phải thông cảm điều này. Chắc thì điều đó cũng không thể xảy ra được. Kỳ quá. Hiện đang có tỷ số thuộc về đội trường Nguyễn Đình Trọng rồi, tỷ số 1-0. Vòng đấu thứ 2 một trận thắng nữa coi như là điều đó chắc chắn là ngược lại thôi. Về mặt tỷ số thì nếu như mà càng cao đi nữa thì chúng ta sẽ biết đội sẽ bị loại. Bây giờ thì chưa. Cũng là khó khăn. Khó khăn mới có thể làm được. Thôi đi ra ngoài đây đi. Mình bốc cái này sớm sớm. Mất công đúng không? Hôm nay cặp đấu sẽ kết thúc vào 1:30, sẽ là cặp đấu cuối của vòng 2. Thì năm nay chúng ta sẽ được biết thôi sau hai hiệp như là những chiến thuật về sự thay đổi để như thế nào, câu trả lời sẽ biết. Và đây sẽ là cặp đấu cuối cùng, cặp đấu vòng 2 giải bóng đá U14 mở rộng tỉnh Đắk Nông năm 2020-2021. Và cũng sẽ là phần lời chào kết của các trận đấu vòng loại. Xin thân ái chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại ở phần thứ 3 vào lúc 13:30. Thì cũng là thời gian có hạn, cho nên là do rất là nhiều cặp đấu diễn ra thì cũng sẽ diễn ra vào vòng 3. Chỉ có hai sân liên tiếp của cặp đấu vòng 3 ở bảng đấu này và sẽ kết thúc chương trình sau cặp đấu này. Xin hân hạnh chào tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
Đây trang phục áo màu xanh này của đội đó là đội trường Nguyễn Đình Trọng, áo màu đỏ là đội trường Nguyễn Du. Còn viên ngày hôm nay khá đông, còn trường phòng vận động thì cũng đã về rồi, trình về rồi. Chị đang vô nè, cái gì mình sao không? Để đó cho mình nó đăng. Lỗi rồi. Quá tiếc luôn. Điên cuồng quá. Nó quay sáng giờ đúng không ạ? Sáng giờ. Sáng giờ thấy mày cầm mày quay bên nào? Không biết. Luôn lâu rồi. Quay mấy tiếng rồi? Đi đâu mà 3 tiếng hả? Wow. Từ 8 giờ gì tới 11 giờ rồi. Rồi rồi. Tại nhiều cặp quá. Đây là phần tiếp theo, phần cuối. Phần 3 của vòng đấu loại sẽ vào buổi chiều. Và bộ nam nữ hiện chưa dành cho học sinh với giáo viên chưa thông báo được, chưa thì thi đấu cụ thể được. Hôm nay cái mũ mà xanh hoàng kia dưới xuống luôn đưa cho ông nào đem lên rồi đó. Thì kia không? Mấy bà? Hoàng xanh cái kia à? Mũ xanh cái kia không? Ờ. Sao bước? Mình nói nghe rồi. Thứ gì?
Địa số là 20 thuộc về đội trường Nguyễn Đình Trọng trước trường Nguyễn Du. Đội nào với đội nào vậy? Nguyễn Đình Trọng với Nguyễn Du. Nguyễn Đình Trọng với Nguyễn Du. Thì số là 20 thuộc về đội trường Nguyễn Đình Trọng, trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Trọng. Rồi đây, đang nhân đôi cách biệt rồi. Câu trả lời đầu tiên, câu trả lời đầu tiên, bàn thắng đầu tiên tỷ số 1-2 đã thuộc về trường trung học cơ sở Nguyễn Du. Câu trả lời đầu tiên sau 10 giây, sau khoảng 10 giây thôi, rất ngọt ngào, ký ức ngọt ngào. Chủ nhà có vẻ là không căng thẳng rồi. Chủ nhà căng thẳng thuộc về trường Nguyễn Đình Trọng, trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Trọng. Đã gì không phải làm cô ấy không chắc chắn Ông ta bắt kiểu là cầu thủ này rất nổi tiếng, số 19 rất tuyệt vời. Bà đã đưa ba cách biệt lại là 2 bàn. 3-1 thuộc về trường cho cơ sở Nguyễn Đình Trọng rồi. Mới chỉ bằng 1 thôi cũng đã thua trước trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm. Thua với tỷ số là đấm quá nhiều, nhưng hôm nay rất căng thẳng và dễ dàng. Và từ sau vòng 3 nữa thì coi như là trường hợp một thôi của sở Nguyễn Đình Trọng. Và sẽ gặp lại với nhau, sẽ gặp Lan Can. Còn trường hợp của sở Nguyễn Du thì sẽ gặp trường hợp của sở Nguyễn Bình Kim. Điều đó chắc chắn. Điều đó thì sẽ có được 4 điểm. Quan trọng về mặt điểm số này sẽ càng cao hơn. Đã nói rồi. Rồi bạn tiếp tục. Colombia đang rất nhiệt tình rồi. Lỗi một về đội Nguyễn Đình Trọng rồi. Hay lắm luôn. Mày có xe, chữ đây. Cái thằng số 7 vừa đá vô đội mà nó. Ừ, cái thằng số 7 vừa đá vô đội mà nó. Ngồi đây. Liệu Hòa có chịu cố nhắn lại không? Không. Chắc tiệt ra ngoài rồi.
Có phải đâu. Anh xây sao có phủ vàng. Mua không? Đi lòng nhé. 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 Sao như vô được một nơi. Khôn 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 khôn. Chỉ số luôn có ngắn xuống 23 thuộc về đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Đó là bàn thắng của bạn này, bạn bàn em nhỏ chỉ mũi tên quá hay, cách biệt là một bàn thắng thôi thì chắc chắn lấy chỉ số 2 thôi. Thì coi như là đội dẫn đầu bảng sẽ bước tiếp vào vòng trong. Đó là đội nhưng chưa đâu. Nếu chỉ số 2 thì vẫn còn cơ hội nữa, vòng đấu cuối nữa. Nói là quan trọng hơn. Nhưng mặc dù số rồi, coi như sẽ được biết. Nếu như số bàn càng nhiều hơn trong khi trường Nguyễn Công Trứ mà thua, anh Nguyễn Đình Quyến trường trung học cơ sở trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Trọng thua, chắc chắn là sẽ bị loại về mặt điểm số sẽ ngày càng cao. Nhưng nếu anh chiến thắng cho trường học cơ sở Nguyễn Đình Trọng thì mặt điểm số bàn hẳn càng nhiều, nhưng phải vượt qua được thì điều đó vào vòng trong là 100%. Cuối cùng đang nó kẹt thở. Không được. U16 đi, lắm rồi. U15 đi. Sao đứa bảo U16 rồi? Đứa bảo U16 à? Ê, đang sắp ra ngoài kìa.
mẹ nó muốn làm đấy, muốn nước ngọt vậy. Này thì nước ngọt, nước lọc. Bên tao. Bên kia mày ra. Mày ra rồi. Tên mày ra mà. Đúng ra. Tay ơi. Tay, mày ra rồi. Nhanh con bé đứa kia. Buồn quá rồi. Số cách biệt một bàn thôi. Coi như là không đủ rồi. Không như giây phút hồi hộp và cũng như chuyện đi chuyển lại qua những chiến thuật vòng tròn rồi. Vòng tròn Balabun. Quá hay, hiệp mắt. VTV3 cũng là một trong những kênh đi qua để các chương trình thể thao đầu tiên công ty quốc tế những năm trước. Những năm trước cũng là một trong những game show cũng như tường thuật trực tiếp bóng đá, đặc biệt là tỷ số là hoa. Đó là ba điều. Đó là bạn này rất là hay. Và coi như một bàn thắng nữa, coi như sẽ là sẽ có 4 điểm. Đứa thì hết giờ, đứa thì không. Rồi, chuẩn bị hết giờ đi nha. Coi như sẽ là quê. Mỗi người sẽ được 1 điểm. VTV3 là một trong những kênh trên thể thao sẽ được tường thuật trực tiếp qua mùa giải bóng đá VIX trong những thập kỷ xưa. Đó là năm 2000 cho đến 2008. Cũng là một trong những mạng thể thao, đặc biệt là UEFA Champions League cũng là đầu tư cho sản xuất truyền hình thể thao từ 2008 cho đến 2015. 2017. Một mạng thể thao UEFA Champions League. Và cũng là một điều gì đó khiến cho những gì mà trận đấu cũng trở nên sôi nổi qua chương trình thể thao, các chương trình thể thao giải trí và thông tin quốc tế. Trước đây cũng VTV6 là thông tin dành cho lứa trẻ, cũng là một bộ phim hoạt hình. Hôm nay là bộ phim hoạt hình từ 2008 cho đến 2017 rồi, và năm kể từ năm 2018 rồi. Đây là 2019 là khi hoạt hình đã chính thức bị bỏ lại phía sau. Là trên nền VTV2 cũng vậy, thì một hình cũng vậy và bị bỏ luôn. Đó cũng là một trong những câu chuyện gần đây, cũng là những thập niên kỷ trong năm trước. Để mà chúng ta đi qua các chương trình lên sóng của truyền hình Việt Nam từ xưa đến nay, trong những thập kỷ trước đó, thập kỷ đang không đầy mong muốn được. Mà mong muốn gì mà có thể làm được cho đến những giây phút này. Có vẻ do thời gian ngày hôm nay có công việc bận rồi, cho nên là kết quả sẽ được biết trong cặp đấu tiếp theo gì nữa rồi. Thì có một số bạn sẽ nói về tỷ số giữa trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chông và sẽ gặp trường Nguyễn Du. Thì do là điều đó là gian có hạn, cho nên là vì thời gian vào buổi trưa, cho nên là một số công việc bận, cho nên là chương trình này hôm nay sẽ kết thúc. Giờ bóng đá 15 mở đầu tỉnh Đắk Nông năm 2021. Chúng ta sẽ tạm biệt ngay tại đây.
Hẹn gặp lại quý vị và trong chương trình lần sau vào buổi chiều sẽ gặp nhau. Và đương nhiên chúng ta sẽ có hẹn vào buổi chiều vào lúc 13:30 cho đến 18:00. 13:30 sẽ là các trận đấu thuộc vòng loại và vòng đấu cuối. Cho từ 15:00 sẽ là cặp đấu bán kết đều được diễn ra. Và còn lại là chung kết tranh hạng 3, tranh 3-4. Mời quý vị và các bạn đón xem. Còn bây giờ thì chương trình hôm nay đã kết thúc. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Và gặp nhau sẽ gặp nhau vào có hẹn vào buổi chiều. Chiều ngày 10/1/2021. Xin ngài chào tạm biệt và chúng ta sẽ kết thúc với tỷ số là 3-3. Và tỷ số 3-3 chắc chắn là sẽ có 1 điểm. Và như vậy là hai đội có 2 điểm, đó là đội Len Ken và đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Còn đội trường Trung học phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Trọng có được 1 điểm. Tỷ số này ngày càng âm lên rồi, âm rất là cao. Âm 7. Còn đội dẫn đầu bảng đó là 4 điểm, đó là đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm. Nguyễn Bình Khiêm. Xin chào tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại vào buổi chiều. Chiều ngày 10/1/2021. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Nhớ đăng ký và subscribe cho chương trình thể thao đặc sắc để ủng hộ cho những niềm vui lan tỏa đây. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.